Vui sống mỗi ngày. Những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường lại có những tác động rất lớn đến tâm trạng, sức khỏe của bạn đấy. Vì thế, đừng bỏ qua những bí quyết nhỏ được mình chia sẻ cho các bạn sau đây nha. Thứ nhất là hãy tập thể dục khi bạn bị stress hoặc bực dọc để vui sống mỗi ngày. Những cơn bực dọc, stress thường xuyên tại nơi làm việc sẽ khiến bạn ấm ức và mệt mỏi khi không biết phải làm sao để chia sẻ cùng với ai. Dần dà, chúng sẽ là tâm trạng của bạn trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến cả bề ngoài và khả năng suy nghĩ nữa đấy. Chính vì thế, hãy nhanh chóng xóa bỏ những cái buồn bực, căng thẳng trong công việc vào những bài tập thể dục tại các phòng gym nha. Những bài tập như là đi bộ nhanh, nâng bóng thì không chỉ giúp cho bạn duy trì một vóc dáng săn chắc mà còn giúp bạn ném đi những bực bội trong những từng động tác luôn. Đồng thời, các hoạt động thể chất lành mạnh này làm giúp giải phóng axit amin trong cơ thể, giúp bạn thư giãn hơn, giảm bớt những căng thẳng đấy. Và thứ hai đó là trời nóng khiến cho bạn thấy mệt mỏi. Hãy uống nước ấm để vui sống mỗi ngày, mặc kệ trời tiết nóng nực ra sao nha. Nghe qua thì có vẻ hơi vô lý, nhưng thật sự khi cơ thể đang nóng do tác động từ thời tiết là nhận được một lượng nhiệt lớn từ nước uống. Nó sẽ phản ứng bằng cách đổ mồ hôi, từ đó giúp bạn mát mẻ hơn. Đồng thời, uống nước ấm cũng giúp bạn phòng ngừa các nguy cơ cảm, viêm họng do sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài cơ thể khi uống nước lạnh gây ra. Đừng đánh răng ngay sau khi ăn để giữ nụ cười tươi, vui sống mỗi ngày. Một nụ cười tươi tắn không chỉ giúp tâm trạng của bạn phấn khởi hơn mà còn mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Để có một nụ cười tươi thì hàm răng trắng, khỏe mạnh là điều không thể thiếu. Và bạn có biết không, để giúp răng trắng khỏe hơn thì bạn không nên đánh răng ngay sau khi ăn đâu đấy. Nguyên nhân là vì axit trong nước bọt tiết ra khi ăn sẽ khiến men răng bị mềm đi. Nếu đánh răng vào lúc này sẽ khiến men răng dễ hư hỏng và tối màu. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên uống trà, cà phê hoặc các thức uống đậm màu ngay sau khi vừa ăn đâu nhé. Hãy dùng chỉ nha khoa vệ sinh sạch rồi cho răng nghỉ ngơi trong 10 phút, rồi hãy làm sạch để răng đẹp và cười tươi. Hãy tận dụng tủ lạnh để chăm sóc da và vui sống mỗi ngày. Ngoài việc làm mát, bảo quản thực phẩm, tủ lạnh còn Ngoài việc làm mát, bảo quản thực phẩm, tủ lạnh còn có thể giúp bạn làm mát các loại nước hoa, xịt khoáng và mặt nạ ngủ nữa đấy. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, những sản phẩm chăm sóc mát mẻ sẽ giúp bạn làm dịu tinh thần và cơ thể. Bạn cũng đừng quên sử dụng hộp đựng riêng để đảm bảo vệ sinh cho thực phẩm cũng như các loại mỹ phẩm thường dùng trong tủ lạnh nha. Xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn nút like, subscribe để ủng hộ kênh Thanh Đồng của mình nha. Chào tạm biệt.